Đây là Đông Thành. Đông Thành là cầu thủ rất quan trọng trong tình hình của Liên Bắc Bình. Liên tục có những bàn thắng. Wow, một pha dứt điểm không thành công của Tài Ca. Giờ là chuẩn bị cho trận bán kết. Trời thì mưa cũng tầm tã anh em ơi. Thì sân cũng khá là ướt và cũng có vài chỗ bị đọng nước như ngay khúc này, phía trên kia nữa. Và lúc nãy mình đi chung xe với cả đội lên sân thì thấy mọi người cũng khá là trầm tư và rất là tập trung cho trận thi đấu bán kết ngày hôm nay. Và nếu bán kết thắng là đá chung kết liền luôn. Ok, thì mọi người đang khởi động và chơi bóng chăng. Ô, Kim Messi. Kim Messi nay làm cốt mặc áo vui cho ta. Áo mưa luôn hả? Ok. Thủ sẵn mày, thủ sẵn mày biết trước trời mưa rồi. Hay quá, có nhận định gì không được có thường có thủ. Ok, đã tập trung. Rồi, mọi người rất là tập trung. Rồi, đây, Lý Trung Hiếu. Dính mà người ta không Đình Tuấn Thanh. Nam ca ca. Mày bị á. Trước em chặn lại á. Chửi ghê vậy Bèo. Chửi ghê vậy Bèo. Thánh Bèo. Kiên Hà Gia. Đinh Thành. Rồi, ở đây xem. Tài ca. Trương Quang Phi, Phi Củi. Kim Thái. Đỗ Kim Thái. Em của Đỗ Kim Phúc. Nhắc hoài luôn. Ngọc Lành. Quỳnh My Lai, số 12. Trong sân là Bé Chí và Trường Sơn. Rồi, mọi người đang đá ma. Đối thủ của Lê Minh FC là Relax FC, đội mà Lê Minh đã gặp ở vòng bảng với chiến thắng 5-0. Bây giờ thì họ, lúc đó trận đấu cũng đã ngã ngủ rồi, họ cũng không đá hết sức nên mới có tỷ số như vậy. Còn hôm nay một trận bán kết thì chúng ta sẽ không được coi thường đối thủ. Kia là ông bầu của Lê Minh FC, Đào Quang Tới. Hồi nãy mình thấy anh ấy qua xem là có nước hay không, mang nước vào cho anh em, lo cho anh em từng bữa cơm này rồi. Anh em đi nha, nó trơn lắm, hạn chế dùng dập nha, trơn lắm, chắc thì giữ cái lọc nha, trơn lắm, chắc thì giữ cái lọc nha, trơn lắm, chắc thì giữ cái lọc nha. Với mình á, mình không có trường á, mình nó khó lý. Anh em mình lên có tác động tiền, là nó sẽ chụp kẹt cái là nó dễ, nó bị hỏng, nó không có lỗi, cứ lên đẩy nó nhẹ, đụng chắc nhẹ nó. Với lại như thế này, anh em không chủ quan nha, mình có vòng vỏ 1 tháng nói, mình nay mình vẫn cao tập trung nha. Đây là đội trưởng gia đình Thành. Okay. Anh em không chủ quan, tình huống và tình huống đặc biệt, không thua trước, không để thua trước. Mạnh mẽ nha, anh em cố gắng tập trung, người cố gắng xuống nha, người cố gắng xuống, tập trung, tập trung. Cuộc đối đầu vừa đại diện đến từ đội Vinh Lê Bảo Minh và ông xã Long Minh cái bao đầu đó và chứng những thành viên của các bạn là đối thủ của họ là vừa đang xe đến từ Vĩnh Long. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên đã bắt đầu và các bạn ơi, trận đấu mà các bạn đang theo dõi được chúng tôi phát sóng một lượt trực tiếp trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hy vọng là các nhà tài xế phương tây cũng như tại
Mọi người đang kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau like và chia sẻ. Chào mọi người. Mưa chân trời. Rất khó đá. Đồng hành cùng với bạn là tôi và Lưu Nguyên Edwin. Rất khó đá, rất khó đá. Và ra thì họ còn có cầu thủ mang áo số 3 Công Lượng, số 15 Tam Minh, số 2 Minh Thông, số 1 Gia Tính. Và Lưu Nguyên Edwin sẽ tham gia thành gia sân của cầu thủ. Pha chuyển chân của Đinh Thành. Một cú sút ngay, không vào. Rất nguy hiểm. Với người đang thể hiện thì chúng ta đã đang thấy được một viên đá cầu thủ phản ứng rất nhiều. Bị lai, cú sút ngay. Vâng, không chính xác. Chúng ta đã hỏi trời mưa trước khi nào tiếp tục không? Lập tức là điều tra đang dập cho tờ tải của phần bóng là. Đã cầu thủ áo trắng thành đã chơi rất tự tin. Chúng ta cùng xem họ sẽ chuyển thành như thế nào với chúng tôi đâu. Vẫn chưa đầy một cái. Đó là lúc này theo tiếp đang mình rất vừa với cái chơi của đội bóng mình. Đây đây đây. Bóng cho tôi nữa. Cú đền cho tôi. Ông tạo ra sự tự tin cho người đó. Ông gặp lại đối thủ và đá bại chính mình cho đội bạn. Nhưng giờ đây gặp được rất tự tin. Ơi. Rồi Duy thật lại là số 7 Tam Đăng. Họ dễ là người chứng kích là 3 bình luận viên hình thế rồi. Ở đây là câu hỏi tôi nữa. Rất khó để đưa ra pha nào. Pha ném bóng lên của Chiến Hối. Trong điều kiện như thế này. Hey, cái này. Cú sút của đội bạn. Sự sự rất kinh nghiệm mình trong quân vụ của đội bóng này. Và đá lên. Bêu, tỷ đe, cắt bêu. Trở về cho tay ca. Tuy chiến ngang không thành công. Một chiều là hơi sâu rồi. Cắt bêu. Ở Mi Lai hay là trường hợp của Tài Ca. Những cầu thủ cũng đã thi đấu cực kỳ ấn tượng và có cho mình những bàn thắng tại vòng bảng. Không có phạm lỗi. Lên bóng, pha tỷ đè rất tốt của Tài Ca. Rất gần và thu hồi được bóng. Đã có một tình huống đa dạng nữa rồi. Cú sút ngay. Không. Một cú sút thẳng vào thủ môn Chiến Hối. Đó là trời mưa sân trơn. Một cú sút cầu may để kiếm bàn thắng. Đinh Thành. Khánh Bèo. Quả thật mà lúc này thì Lắc đã không cho Lê Văn Minh có được một phản cảnh nào. Liên tục là những okay, Khánh Bèo thì đẹp tốt. Tài Ca. Một cú dứt điểm. Không vào. Pha dứt điểm của Tài Ca. Cú dứt điểm rất hiểm, nhờ thủ môn đội bạn đã kịp cản phá và phối hợp rất tốt với Khánh Bèo. Bỏ lại với Messi. Không phải bằng góc mà là thành biên. Đá biên dành cho Lê Bảo Bình. Mi Lai vẫn không vào. Cú đá thủ môn đã bắt rồi. Từ giờ đang đội nóng lá các bạn. Hết giờ nóng bỏng nhất giờ đấu lần này. Chắc banh không được. Xử lý dứt điểm dành cho Mi Lai. Yeah, pha lót người rất tốt của Mi Lai. Khi Đinh Thành đã vượt qua thì vẫn còn Tài Ca và Mi Lai ở đây. Nhưng không bất ngờ những người sắp về cực diện của toàn bộ giải đấu. Ngay từ vòng bảng thì tất cả các giải đấu đã tiếp cận với hai người khán giả. Và các phương trình truyền thông. Rồi trận bán kết cũng đang từ Úc hơn 50 phút. Và dứt điểm có phần may mắn của cầu thủ mang áo số 2. Và dứt điểm. Đã mang về bàn thắng dành cho cả đội Lê Minh được dông chân trong tình huống vừa rồi. Vâng, sân trên bóng lúc và tất cả đã bỏ ra. Số 2 là bên kia. Đó là Tuấn Lùng. Tỷ số lúc này đó là 1-0 rồi. Bên Thông là người đã mở điểm dành cho Vinh Lai. Tài Ca. Đã có những phương án chỉ định bên kia ra. Và Lê Bảo Vinh đã thực sự gặp bèo. Và chúng ta cùng xem cú sút. Đó là Khánh Bèo. Cú sút của Khánh Bèo. Có khi nào trận đấu này là ba khi lực của tối qua hay không? Có khi nào đã cho Lê Bảo Vinh không qua được Đinh Thành. Đinh Thành. Đã luôn. Đã luôn. Mi Lai một cú sút không thành công. Tiếp tục một cú sút nữa. Lâm xạ là cũng từ được dùng để đưa tạo relax cho đến lúc này. Vâng, chúc
Chuyên nghiêng. Wow, chút sút. Không thành công của Đinh Thần. Và như vậy lúc này thì tiếng còi ghép lại trận đấu, xin lỗi, ghép lại hiệp một của trận đấu cũng đã vang lên. Rất đáng tiếc nhưng Cầu Hoa sẽ trở không thành công cuối cùng hiệp một này từ sáu ca đi bàn. Và chúng ta sẽ cùng giải lao ít phút trước khi trở lại với những tiếng hấp dẫn của trận đấu thứ hai. Và chúng ta cùng chờ xem với bản lĩnh của một đội bóng hết xa đầu đầu mang về bảo mình sẽ không còn ở nhà này không. Và bên kia chúng tôi từ UC chúng ta là một trái thôi, không có gì đâu. Còn đó là số 2 Minh Thông và số 17 Công Toản. Cơ hội dành cho Đà Đạt rất tốt đầu. Tiếp tục là Đà Đạt. Tiến lên. Phải căng ngang, không có ai nhận được bóng trong tình huống vừa rồi. Rất khỏe. Không qua được kia hai già. Thì một lần nữa chúng ta thấy được sự nhanh nhẹn của Thành Bình. Nam KK. Quả hay rất hay. Nam KK. Tiếp tục. Vừa thể chung ra một tiếng. Không có pha dứt điểm. Các bàn rất hay của Đinh Thần. Bi Lai. Chuyện không thành công của Bi Lai. Mất bàn. Không vào. Trang Thổi vẫn phòng ngự rất tốt. Tài lực vẫn đang là Đinh Thần, Mỹ Lai, hai người chạy bóng cho nhau, liên tục, tài ca, Thanh Bèo, rất tốt, pha tỷ lệ rất tốt của Thanh Bèo. Đinh Thần, pha đá ngang không thành công của Mỹ Lai. Xin chào Chí Hưng, tên đi An Thành Long. Tình huống lên bóng tiếp theo dành cho Lê Bảo Minh. Thời gian là rất vừa nhìn sân bóng bên đồng khá chơi các bạn. Thanh Bèo, Đinh Thần, Thanh Bèo, đường đá ngang không thành công, thành công cho Liên Minh FC. Đây là một trận chiến đáng để lại bình luận là vừa theo bảo của hai đội chơi xấu đi. Và phòng ngự rất tốt của Mỹ Lai. Đinh Thần, Dịch Bân, Khánh Bèo. Dựa theo màu áo của hai đội thì chào thủ cái chết đã chào bộ đội Lưu Viên. Các bên, Khánh Bèo, Kiên Hà Gia, chào, không vào. Số của Kiên Hà Gia, bóng đi ra ngoài. Dạ, các bạn không thành công. Bán hai, Đinh Thần. Và chuyên môn rất cao. Chuyên ngang, Tài Ca. Đinh Thần. Đinh Thần. Mỹ Lai, cú sút. Thêm cú sút nữa. Bóng ra đi hết rồi. Wow, phải góc. Ra trường thuộc về số 3 Tài Ca. Và rất nhiều khán giả đánh đầu ở trong chờ và kinh nghiệm trận bạc của các thủ Lê Bảo Bình. Qua người tốt của Thanh Bèo. Nói thời gian bây giờ chúng đã cho qua. Đồng cho Sơn. 1-1. Và cá nhân của tôi cũng như bình luận về tên hòa. Đồng có nhiều chuyên môn về Phú Sơn. Các phương hợp. Đây đã báo hiệu phạm lỗi. Đồng kinh hùng phạm lỗi của các thủ lắc. Ở vùng phú đuổi vào lại. Về vùng Phú Sơn. Chúng ta cho thêm 1 phút này để Lê Bảo Bình. Và ta là được 12 phút rồi đó. Và tên kiếm đầu thắng cho ngoài xong. Và thì lớp FC họ có báo toàn được thành quả của mình. Và lúc này chỉ có 1 phần thắng mà thôi. Và là con chiến thức thuộc về Minh Thông. Trở lại lần cho đi lắc thì không kịp rồi. Và chúng ta cùng trở lại với trận đấu. Và cái bây giờ thì... Ơi, chậm tay. Bình luận viên dẫn với anh thì là vào biểu diễn đi. Giờ này trận đấu vẫn chưa kết thúc rồi. Và bảo lúc quyền bóng thì lúc này số 11 ra tiếng ra đường đầu. Và xin chào Thanh Đăng, Lâm Quân, Đường Đi, Hoa Linh Lan, Nguyễn Linh. Thời gian em ta ơi. Là sẽ tiếp tục đồng hành với Kip Endo Media và chia sẻ video đầu để cổ vũ cho. Đúng rồi, chính xác. Vậy một chiếc xe bàn cũng đã được rút ra. Chú trẻ hàng dành cho Quang Tiến cầu thủ mang áo số 11. Chúng ta có những lời khóc khăn từ hàng du lịch bên phía thứ nhất đội vị. Chúng ta đi cùng từ đội.
với các cầu thủ rất bây giờ họ đang được sự ủng hộ về mặt thời gian, nhưng trong những tình huống khẩn cấp thì thường các trọng tài sẽ đóng giờ. Và bên đây cũng luôn dõi theo các đường từ Bình Dương, từ Sa Đen và các cầu thủ trong để các đội tuyển gặp hỏi và tạo ra sự hiệu quả. Không được. Thưa quý vị, các đội tuyển đang dự đoán như thế nào về khả năng sử dụng sơ đồ chiến thuật trong trận này ở những phút tiếp theo? Nếu như các cầu thủ Lê Văn Vinh không thể thủ điểm bàn thắng, nhiều khả năng là như vậy. Đó là cấp và cái đó là phổ biến nhất. Và cái trận đấu lần này không có sự xuất hiện của vô phụ. Các bạn nói tốt, Đinh Thần. Nhưng tương lai có rất nhiều vô khác. Từ vô sự đánh giá này đến đây. Đây là cơ hội. Đây là cơ hội. Phá phòng ngự rất tốt của Trang Thôi. Cả cầu thủ Lê Văn Vinh đang trông chờ vào những pha bóng như vậy. Nhưng đáng tiếc là Hoàng Tiến tận dụng không thành công. Một cơ hội rất tốt để có thể phòng ngự rất tốt của Trang Thôi. Liên tục là những quả phạt góc từ các cầu thủ bên phía đội đất. Khá là gì? Một phần lượng tốt hơn thật sự đối với Lê Văn Vinh. Và phút giây tiếp theo rất nhiều khả năng các cầu thủ Lê Văn Vinh sẽ áp dụng kỹ thuật đá lên cao lên. Trong thời các em và tâm hợp bình đẳng bắt play cho Lê Minh FC. Quá hồi hộp cho những giây phút này. Và chúng ta cùng chờ xem. Rất nhiều các Đinh Thần khán giả đến mong đã đào xem và các bạn hãy cho chúng tôi quyết tâm của các bạn đi bảo vệ cho những người lập bầu đi mất cũng như là những người đang lập bầu đi bảo vệ Đinh Trung Hiếu Đinh Thần và các cầu thủ Mỹ Lai Đinh Thần sẽ áp dụng sơ đồ hình thường để đối phó với các lời của đạt các bạn sẽ phải tạo dựng tối đa cho các bạn xử lý Đinh Thần để thử trên trang các cầu thủ Mỹ Lai pha dứt điểm vào. Một đá 300 lượt xem. Đó là lực đá đen. Trận đấu đang là 50. Lại. Một cái là tiếp tục 300 lượt xem. Đinh Thần. 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 Chị ngang không vào cú dứt điểm của Chiên Haya rất tiếc bóng chỉ đi kịch chệch cột dọc trong gang tấc sau trận đấu vừa rồi thì hai cầu thủ của Mỹ Lộc đã làm sân trọng tài ơi đây cũng là một trong những yếu tố làm kéo dài thời gian cho đến lúc này mỗi lợi thế đang thuộc về Mỹ Lộc trong một cơn mưa tại sân Hòa Bình đặc biệt rất là chỉ là một bàn Tài ca. Đó là Tài ca. Mỹ Lai. Tài ca Mỹ Lai, Đức Thần và Đức Ngọc Chí Lai ra. Là những người đồng hiệu. Thành thần thần chú mình đã đứng. Tình trạng của Đức Ngọc. Đức Thần, Lý Trung Hiếu. Tài ca, trả về. Tinh Thần. Tinh Thần, Lý Trung Hiếu. Tiếp tục là số ca Đức Thần. Chị Nga ra. Chị đã sẵn sàng rồi. Thời gian họ đang chơi dần với chiếc thao tuần cơ thể. Đây là Đức Thần. Đức Thần là cầu thủ rất quan trọng trong tình hình của Lê Văn Vinh. Đang liên tục có những bàn thắng. Đội thứ wow, một pha dứt điểm không thành công của Tài ca. Đó là tuyệt trò ca của đội Lê Văn Vinh. Đó là Tài ca. Rất tuyệt. Tài ca đã khiến cho từ trường Lê Văn Vinh. Đinh Thần. Haya. Pha dứt điểm của Mỹ Lai. Không vào. Vẫn chưa kiên. Lê Trung Hiếu. Đinh Thần. Cú dứt điểm. Không vào. Rất tiếc. Hết sức bình tĩnh và đầy tự tin. Đã cầu thủ đi lắc lại Vĩnh Long đang ở rất gần với tấm vé vào chơi trong chung kết. Và chúng ta cùng xem họ có tái đoàn được thành quả hay không. Lê Bảo Vinh cũng đang rất tích cực cho việc cùng xem chúng ta thắng. Đây là Vĩnh Long. Kìa nha. Đây là Vĩnh Long. Đây là Vĩnh Long.
Với được công việc đánh giá cho những gia đình chiếc vé đầu tiên thành chung kết đầu tiên đã được về cho đội tuyển người Lan FC. Ở 6.200 mấy lượt xem là một cuộc chiến rất tuyệt vời. Người Lan FC đã đòi lại bốn thở sau trận thua 4-0 tại vòng bảng. Và lúc này thì các bạn khán giả Vĩnh Long dĩ nhiên là đang mừng tượng ra một trận chung kết toàn Vĩnh Long. Ở lượt trận sau, trận bán kết thứ hai, Lộc Tài sẽ tiếp đón một đại diện khác của thành phố Hồ Chí Minh là Vĩnh Hòa Châu Đô. Vâng, và đây là bóng đá. Đây mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Lê Bảo Minh tiến chọn tới vườn người hâm mộ, nhưng cầu thủ này họ vẫn chưa có duyên với miền Tây. Hàng ba nha anh em. Lê Bình thất bại trận bán kết. Wow. Xin chào anh em. Giờ mình đã về lại Sài Gòn và trên tay mình là chiếc huy chương đồng của giải đấu. Đây. Đẹp không? Huy chương vàng chắc còn đẹp nữa ha. Giải đấu đó thì thua bán kết thì không có đá tranh 3-4 nên hai đội thua bán kết đều là đầu hạng 3 nên đều lãnh huy chương đồng. Mấy anh em thì đá xong thua ra thì ăn uống và lên xe về Sài Gòn để xem sao đi làm tiếp. Không có ở lại lâu để nhận huy chương được. Đó, bóng đá mà. Không phải là cứ thắng ta trận trước là trận sau là mình sẽ tiếp tục thắng nữa đâu. Còn yếu tố may mắn và phong độ nữa. Nhiều khi bữa đó mấy anh em Lê Minh đá dưới sức, còn đối thủ thì đá lên đồng, thì đối thủ thắng thôi. Lê Minh FC đã cũng cố gắng hết sức cho trận đấu này rồi và kết quả cũng không được như ý muốn. Nhưng ok, giải sau chúng ta sẽ lại làm lại. Và hy vọng là anh em trên kênh mình vẫn sẽ theo dõi Lê Minh FC thi đấu ở những giải đấu tiếp theo, mà mình sẽ quay toàn bộ các video clip đó để đăng trên kênh mình cho anh em xem, và đăng cả trên kênh của Lê Minh FC nữa. Anh em có thể follow kênh của Lê Minh FC dưới description, để link dưới nha. Hy vọng là anh em luôn ủng hộ kênh của Thi và sắp tới là kênh của Lê Minh FC nữa. Xin chào, hẹn gặp lại.